đúng không ạ? Từ trà xanh, từ hoa dâm bụt Nhật, rồi bạch đậu khấu có 5% về cocaine. Caffeine tuy nhiên thì nó không gây nghiện, nó chỉ giúp chúng ta tỉnh táo hơn thôi, đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái thành phần trà của chúng ta ấy ạ, có cái bạch đậu khấu là một cái thứ thảo mộc và nó có cái tác dụng là gì ạ? Cắt gốc cồn và bảo vệ gan cho các anh chị. Cho nên là các anh chị lưu ý gì ạ? Cái Ờ, chúng ta ngồi đây bạn Hà tắt mic giúp chị nha. Được chưa ạ? Ok. Đó. Thì ở đây những người là nam giới mà tham gia chương trình này thì chúng ta chủ động về vấn đề này rồi. Thế còn những người vợ, những người mẹ hay những người con gái mà tham gia ở đây thì chúng ta biết cái giải pháp này để chúng ta có thể chia sẻ cho chồng mình, cho bố mình hay cho anh em nhà mình để biết cái giải pháp này, đúng không ạ? Để giúp họ có thể cải thiện một chút, giúp họ có thể tỉnh táo hơn khi mà có quá chén, đúng không ạ? Hoặc là giúp họ có thể là gì ạ? Giảm bớt cái việc say. Đó, nhưng ở đây nó không khuyến khích các anh chị nhé. Đó, và đặc biệt là gì ạ? Khi đến với cái giải pháp này thì có phải các anh chị ở trước đây thì chúng ta ăn uống rất là thất thường. Có những người ăn nhưng cũng có người không ăn. Dẫn đến cái việc là gì ạ? Đường huyết của chúng ta lên xuống và ảnh hưởng đến cái tuyến tụy của chúng ta. Cho nên cái hiện tượng mà gì ạ? Chúng ta, người Việt Nam chúng ta bị tiểu đường rất là nhiều. Cứ 11 người thì có một người, thậm chí bây giờ cái con số đấy nó phải tăng hơn rồi chứ không còn là 11 người nữa đó. Và chỉ chờ đến khi nào mà chúng ta sút cân không kiểm soát thì chúng ta mới gì ạ? À? Mới biết là mình tiểu đường, hoặc là chúng ta phải khám bác sĩ thì chúng ta biết được. Đó. Thì cái việc tiểu đường ở đây là gì ạ? À? Nó trước mắt thì nó không nguy hiểm. Nó không nguy hại ngay cho tính mạng của chúng ta. Nhưng về lâu về dài thì gì ạ? 10 năm là nó sẽ biến chứng các bạn anh chị ạ. Nhiều. Là gì ạ? Là 10 năm. Còn không thì ngắn hơn đấy ạ. Tùy thuộc vào cái cách cô bác anh chị có thể kiểm soát được nó đến đâu. Cho nên chúng ta lưu ý là gì ạ? Nếu như chúng ta có cái giải pháp này ở trong tay thì chắc chắn cô bác anh chị sẽ không bao giờ mắc tiểu đường. Đấy là điều mà Quyên cũng như tất cả các huấn luyện viên khẳng định điều đó, nếu các bạn anh chị thực hiện đúng đủ và đẹp, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có một cái giải pháp tuyệt vời rồi. Có rất rất nhiều người đã từng bị tiểu đường đến hai mấy chấm, nhưng khi đến nhóm được học ăn học uống, được thay đổi thói quen lối sống và bây giờ họ sống khỏe với tiểu đường. Chứ còn chương trình của chúng ta không phải là chương trình chữa bệnh, các bạn anh chị nhé, không phải chữa bệnh, cho nên chúng ta không khuyến cáo, không nói là gì ạ? À? Là chữa bệnh tiểu đường. Mà ở đây chắc chắn bằng thói quen lối sống được thay đổi và bổ sung những cái dinh dưỡng tốt thì các anh chị sẽ kiểm soát được cái điều đó, đúng không ạ? Có những người thì bỏ bữa, đúng không ạ? Cũng lại càng không tốt. Để cho nên các bạn anh chị lưu ý cho Quyên nha. Thế ạ, à, thì cái bữa ăn của chúng ta nó giúp cho cái chỉ số đường huyết của chúng ta ổn định. Và đặc biệt là cái giải pháp mà chúng ta chia nhỏ bữa ăn đấy ạ. Thay bằng trước đây chúng ta ăn 3 bữa một ngày, bây giờ chúng ta ăn 5 bữa một ngày. Thậm chí người tiểu đường còn ăn nhiều bữa hơn nữa. Thì cái chỉ số đường huyết bao giờ nó cũng ổn định. Nó sẽ không quá cao và nó cũng không quá thấp. Cho nên cái tuyến tụy của chúng ta nó sẽ được gì ạ? Được tái tạo khôi phục dần dần. Nên tại sao mà cái người tiểu đường vào đây người ta có cải thiện rõ rệt là như vậy, đúng không ạ? Và thứ nữa là đó là gì ạ? Cái việc cố định giờ ăn thì làm cho chúng ta có cái phản xạ có điều kiện chứ không bảo là không điều vô điều kiện, đúng không ạ? Phản xạ có điều kiện tức là gì ạ? Chúng ta ấn định cái giờ ăn rồi, cho nên cứ đến giờ đó là chúng ta sẽ tiếp nhận tế bào của chúng ta rồi, hệ tiêu hóa của chúng ta tiếp nhận thức ăn. Đó.
Thế rồi cái giải pháp ăn ngược. Ăn ngược là gì ạ? Là nhóm đạm chúng ta ăn trước, sau đó sơ, rồi thì tinh bột để giảm cái tốc độ chuyển hóa đường vào trong máu. Thì cô anh chị sẽ kiểm soát được cái việc là gì ạ? Thừa mỡ. Đúng không ạ? Trước đây mà chúng ta ăn tinh bột trước thì có phải là chúng ta dư đường từ tinh bột thì nó sẽ tích mỡ. Thế còn bây giờ khi chúng ta ăn đạm trước thì hạn chế cái việc đường đường tích lắm ạ. À, tinh bột dư thừa, bởi vì chúng ta no rồi thì ăn tinh bột nó sẽ không được nhiều đâu ạ. Đó, thì ở đây anh chị sẽ rất là tuyệt vời luôn ạ. Thì ạ, một cái phép so sánh nhanh đây ạ. Cách ăn trước đây ạ. Đó là gì ạ? No dồn, đói góp, không có giờ giấc. Có phải không ạ? Có những người là gì ạ? Nhịn, nhịn ăn sáng thì chưa về có thể ăn nhiều không? Ăn rất nhiều luôn. Bởi vì ăn bù. Đúng không ạ? Thế rồi giờ giấc thì thất thường. Có những người gì ạ? 9 giờ mới ăn sáng. Thế có những người thì 9 giờ, à 21 giờ mới ăn tối. Đúng không ạ? Trưa thì có khi 12 giờ, 1 giờ. Hay thậm chí là gì ạ? À, sáng ăn muộn ông chưa bảo đò không đói thì là cũng bỏ ăn luôn, không ăn luôn. Đó. Thế rồi ăn thì đồ ăn khoái khẩu, không quan tâm đến dinh dưỡng gì hết, cứ no bụng là được và ngon miệng là được. Đúng không ạ? Thế rồi trước đây chúng ta ăn là gì ạ? Cứ cơm này, à, ngồi xuống mâm cơm là xới bát cơm ăn. Xong rồi thức ăn rau là gắp vào xong rồi ăn cùng. Thậm chí có người ăn chán cơm hay xong rồi cuối cùng mới ăn gì ạ? Ăn rau và không dám ăn thịt bởi vì nghĩ rằng ăn thịt nhiều không tốt. Đó. Và phần lớn là chúng ta thiếu đạm do chúng ta sợ là ăn thịt nhiều sẽ béo. Thế rồi ăn thịt nhiều nghĩ rằng là gì ạ? Bây giờ người ta nuôi toàn là nuôi công nghiệp thôi, cho nên là sợ sợ nhiều độc tố. Tuy nhiên cái sợ đó dẫn đến cái việc là gì ạ? Chúng ta không dám ăn, cho nên là chúng ta mất cân bằng về dinh dưỡng, đúng không ạ? Thế còn bây giờ thì gì ạ? Chúng ta có cái giải pháp là chia nhỏ bữa ăn, thế rồi ăn đúng giờ, ăn ngược và ăn đủ dinh dưỡng, chứ không có gì ạ? À? Không có cái việc là ăn thiếu hay là ăn thừa, mà chúng ta ăn một cách cân bằng, đủ theo con số calo kỳ diệu của mình và ăn đủ các nhóm. Đúng không ạ? Trước đây ăn phần lớn là thiếu đạm này, thế rồi ăn nhiều đạm động vật quá mức quy định. Đấy. Thế rồi có những người là khoái khẩu thịt chó của ba anh chị ạ. Một tuần đánh mấy bữa thịt chó, thậm chí cả ngày thịt chó, xong hôm sau vẫn thịt chó, bởi vì thịt chó càng đun lại thì càng ngon mà, đúng không ạ? Đó. Thế rồi ăn nhiều đạm xấu, cái đạm đỏ ấy ạ, đạm mà có nhiều cholesterol ấy thì nó là đạm đạm không có tốt nên chúng ta ăn nhiều, đúng không ạ? Thế rồi khi chúng ta luyện tập thì chúng ta lại không bổ sung đạm, cho nên nó dẫn đến cái việc mất cơ, đúng không ạ? Thế còn bây giờ thì chúng ta ăn là chú trọng vào gì ạ? Vào đạm, đủ đạm. Đó, và phân bố cái lượng đạm động vật như thực vật chuẩn là gì ạ? 70 và 30. Đúng không ạ? 70% là đạm thực vật và 30% là động vật. Thế rồi bổ sung đạm khi luyện tập. Có phải là chúng ta có cái bữa 4 giờ chiều là cái bữa mà để gì ạ? Ăn cho tế bào. Và sau khi ăn đó thì chúng ta tập thể dục thì chúng ta sẽ không bị mất cơ mà thậm chí còn tăng cơ rất là tốt. Đúng không ạ? Đó. Và đây là một số cái bữa ăn của hội viên khi tham gia trải nghiệm chương trình này. Ô anh chị thấy nó có đẹp không? Đẹp mắt và ngon miệng của anh chị ạ. Có nhiều người khi mới trải nghiệm mà nói đến ức gà là sợ, sợ như là sợ cha chết ấy. Nói rằng là gì ạ? Bố tôi sống dậy tôi cũng không ăn thịt gà và không ăn ức gà. Bởi vì nghĩ đến ức gà trước đây quên cũng vậy. Nó khô kinh khủng luôn. Cái phần mà thường thừa nhiều nhất đó là cái thịt màu trắng, cái ức gà của anh chị ạ. Bởi vì ăn nó bã. Đúng không ạ? Chúng ta đâu có hiểu được là gì ạ? Ăn cái ức gà này nó tốt như thế nào đâu để chúng ta ăn. Và chúng ta cứ chọn cái gì ạ? Cổ cánh. Đúng không ạ? Đầu cánh. Thế rồi thì đùi gà để chúng ta ăn. Thậm chí còn bảo nhau là ăn da gà, ăn phao câu gà cho nó đau đầu. Ăn da gà cho nó đẹp da. Đấy. Đúng không ạ? Thậm chí có người còn đi xin bì lợn về ăn để cho nó đỡ xương khớp. Đấy có phải là gì ạ? Do chúng ta không có được học, có ai dạy chúng ta học ăn, học uống đâu. Cho nên chúng ta cứ bảo nhau như vậy mà. Đúng không ạ? Thế là gì? Bệnh.
tích tụ nhiều độc tố. Đó. Đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta lựa chọn chúng ta là ai thì quên xin phép được chia sẻ một cái mà gì ạ? Về hỏi chồng, về hỏi con. Có đúng không ạ? Nếu chồng bảo không thì là cũng không. Nếu con bảo là không cũng được không. Tức là mình gì ạ? Mình sống cuộc sống của người khác. Đúng không ạ? Cho nên thật sự là gì ạ? Chúng ta những người ngồi đây là những người mà chúng ta có cái chính kiến của mình, có cái sự quyết định vô cùng đúng đắn. Khi chúng ta có mặt ở đây, chúng ta mới có mặt ở đây. Và chúng ta là những người được chọn đấy các bạn anh chị. Phải thật sự đủ phúc ạ. Chúng ta mới có mặt ở đây đấy ạ. Chứ ngoài kia có nhiều người họ đang gặp vấn đề lắm ạ. Thế nhưng họ còn chưa chưa đến lúc. Đúng không ạ? Cho nên là họ chưa có mặt ở đây. Thì việc của chúng ta là gì ạ? Hãy cố gắng làm sao đấy để giúp mọi người biết. Càng nhiều người biết đến giải pháp của chúng ta thì càng tốt. Và giúp họ càng sớm ngày nào thì càng tốt ngày đó. Đúng không ạ? Rồi, như vậy là cái bài hôm nay cô bác anh chị chúng ta đã gì ạ? Đã nhìn lại, một lần nữa chúng ta nhìn lại và so sánh lại xem cái bữa ăn trước đây của chúng ta như thế nào và cái giải pháp trước đây của chúng ta như thế nào và hiện tại chúng ta được được gì từ cái chương trình này. Thì đó là cái mục tiêu mà Quyên muốn chia sẻ với cô bạn anh chị. Đúng không ạ? Ở đây Quyên nhìn thấy bạn Thủy Vân có giơ tay thì không biết là bạn Thủy Vân có ý kiến gì ạ? Em chào chị Hải. Đi đâu về mà tươi thế? Ta đi quét cho khách hàng cái. Thế cơ mà. Đêm mà vẫn đi quét vậy. Vân ơi, Vân phát biểu đi em. Đâu em ấn nhầm thôi, em thấy hay thì em ấn nhầm. À, nhầm à? Thì có cái gì Mời bạn để... Vân bật cam thế nào? Ở Dạ, nhà. không không có ý kiến gì đâu. Em vẫn còn đang trong quá trình học tập mà em chưa có ý kiến gì cả, em chưa biết. Đúng rồi. Em mới thì phải nhận xét xem thế nào chứ. Có Bạn gì Vân bật lo mạnh mẽ em cơ mà cam lên ơi, thấy nó chứ. Xong bật cam lên.